Ngày 21 tháng 2, tuyến cáp quang SMW3 bị lỗi, xảy ra ở đoạn S2.7 đi Singapore. Trước đó, 4 tuyến cáp biển Việt Nam cũng gặp vấn đề từ tháng 11 năm 2022, vẫn chưa khắc phục xong. Như vậy, cả 5 tuyến cáp quang biển kết nối Việt Nam đi quốc tế đều bị ảnh hưởng toàn bộ hoặc một phần. Trước đó, 2 tuyến AAG và ABG đã mất toàn bộ dung lượng, 2 tuyến IA và AAE1 chỉ còn một phần hoạt động. Tuy nhiên, theo VNPT, với tuyến SMW3 gặp trục trặc này, không tác động đến chất lượng Internet do đây là tuyến cũ, sắp dừng hoạt động. Dung lượng của tuyến này cho các dịch vụ Internet băng rộng cố định. Ngày 21 tháng 2, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP.HCM đã nhận được đơn đề nghị và đơn cứu xét của ông Nguyễn Quang Tuấn, là con trai của bị can Nguyễn Phương Hằng, sinh năm 1971, ngụ quận 3. Tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam Bình Dương với nội dung đề nghị cơ quan điều tra không trưng cầu giám định tâm thần đối với bị can Nguyễn Phương Hằng. Ông Tuấn cho rằng tình trạng sức khỏe của mẹ mình bình thường. Đồng thời, việc giám định tâm thần mẹ ông còn ảnh hưởng rất nhiều đến các vấn đề khác như hôn nhân, tài sản, quyền quản lý phần vốn góp của mẹ mình trong các doanh nghiệp liên quan. Trước đó, ngày 2 tháng 2, Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM đã trả hồ sơ lần thứ 3 và yêu cầu Công an TP.HCM điều tra bổ sung vụ án, lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân do Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm thực hiện. Theo kết luận điều tra, bị can Nguyễn Phương Hằng có vai trò chủ mưu, cầm đầu toàn bộ vụ án. Bà Hằng sử dụng 12 tài khoản mạng xã hội như YouTube, Facebook, TikTok, từ tháng 3 năm 2021 đến ngày 23 tháng 3 năm 2022, thông qua các tài khoản mạng xã hội, bà Hằng đã tổ chức nhiều buổi livestream phát ngôn trực tiếp và đăng tải các bài viết trên qua mạng Internet để nói về nhiều chủ đề, nhiều nội dung khác nhau. Bên cạnh đó, bà Hằng đưa các thông tin chưa được kiểm chứng làm xúc phạm tới uy tín danh dự của nhiều tổ chức cá nhân. Chiều ngày 21 tháng 2, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã khống chế bắt giữ thành công đối tượng Nguyễn Duy Lâm, 33 tuổi, trú xã Nam Hải, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định, dùng súng cố thủ trong nhà nghỉ. Đây là đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt của Công an thành phố Hà Nội về tội mua bán trái phép chất ma túy. Ngày 20 tháng 2, sau khi có thông tin Nguyễn Duy Lâm đang lẩn trốn tại một khu rừng thuộc địa bàn huyện Thường Xuân, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an thành phố Hà Nội, Phòng Cảnh sát cơ động và Công an các huyện Thường Xuân, Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa triển khai lực lượng vây bắt. Đến tối ngày 20 tháng 2, lực lượng công an phát hiện Lâm di chuyển từ huyện Thường Xuân về một nhà nghỉ trên địa bàn xã Thọ Xuân, huyện Thọ Xuân để lẩn trốn. Sau hơn 12 giờ vây bắt đến 9 giờ 30 phút ngày 21 tháng 2, lực lượng công an đã khống chế bắt giữ được Nguyễn Duy Lâm cùng một khẩu súng quân dụng bên trong có 4 viên đạn. Tiếp tục khám xét tại khu rừng nơi Lâm lẩn trốn trước đó, lực lượng công an thu giữ tiếp một khẩu súng tự chế, bên trong có 6 viên đạn, 51 viên đạn các loại, một cục chất màu trắng nghi là heroin và nhiều tang vật liên quan. Ngày 21 tháng 2, Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng tuyên phạt Nguyễn Đức Tài, 34 tuổi, trú phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng, 10 năm tù về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp quý hiếm và 3 năm tù về tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức, tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Tổng hợp hình phạt mà Tài phải chấp hành là 13 năm tù, phạt bổ sung số tiền 50 triệu đồng. Theo cáo trạng, từ tháng 2 đến tháng 9 năm 2021, Nguyễn Đức Tài đã hai lần lập công ty ma để nhập khẩu 456,9 kg ngà voi, 138,784 kg sừng tê giác, 6.230 kg vảy TT và 3.108 kg xương sư tử từ các nước châu Phi về Việt Nam qua cảng Đà Nẵng và sau đó bị lực lượng hải quan kiểm tra phát hiện thu giữ tang vật. Để đủ thủ tục thành lập công ty, Tài đã lấy bản sao giấy chứng minh nhân dân của người đã mất và lên mạng xã hội đặt làm chứng minh nhân dân giả mang tên Nguyễn Nhật Long, nguyên quán Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh. Sau đó dùng chứng minh nhân dân giả này để photo công chứng và làm thủ tục thành lập hai công ty ma. Sau khi lô hàng bị lực lượng hải quan kiểm tra phát hiện có hàng cấm thì Tài mang tiêu hủy toàn bộ các đồ vật tài liệu liên quan, chỉ cất giữ 10 vải TT để làm hàng mẫu cho khách xem. Ước tính tổng giá trị lô hàng tang vật liên quan đến vụ án này lên đến 300 tỷ đồng.
Ngày 21 tháng 2, hoạt động xuất nhập cảnh qua cặp cửa khẩu quốc tế Móng Cái Việt Nam và Đông Hưng Trung Quốc chính thức được nối lại, đáp ứng nhu cầu giao thương và thăm thân của người dân hai nước. Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Móng Cái, Quảng Ninh, trong ngày đầu tiên mở lại hoạt động xuất nhập cảnh đã có khoảng 150 người làm thủ tục xuất nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái bằng hộ chiếu và sổ thông hành. Hoạt động xuất nhập cảnh tại cặp cửa khẩu quốc tế Móng Cái Đông Hưng diễn ra từ 7 đến 20 giờ. Giờ Việt Nam, tức 8 đến 21 giờ giờ Bắc Kinh hàng ngày, từ ngày 21 tháng 2. Những người xuất nhập cảnh qua cửa khẩu phải có giấy tờ xuất nhập cảnh hợp lệ, hộ chiếu, sổ thông hành còn hiệu lực. Điền thông tin chính xác vào thẻ xác nhận sức khỏe xuất nhập cảnh. Riêng người nhập cảnh vào Trung Quốc phải có giấy chứng nhận âm tính với virus SARS-CoV-2 trong vòng 48 giờ. Đối với khách du lịch Trung Quốc theo đoàn xuất cảnh, thực hiện theo thông báo của Văn phòng Bộ Văn hóa Du lịch Trung Quốc về việc thí điểm khôi phục các hãng lữ hành được phép tổ chức công dân Trung Quốc theo đoàn xuất cảnh đi du lịch tại một số quốc gia. Chiều ngày 21 tháng 2, Ngân hàng Nhà nước cho biết nhằm nắm bắt và xử lý kịp thời mọi phản ánh kiến nghị của người dân, cơ quan, doanh nghiệp liên quan đến hoạt động cung ứng dịch vụ bảo hiểm của tổ chức tín dụng. Ngân hàng Nhà nước công bố số điện thoại phản ánh trong giờ hành chính là 024-388-266-344 hoặc 024-3936-1017. Email đường dây nóng .cqttgsnh@sbv.gov.vn. Ngân hàng Nhà nước cũng cho biết cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng phối hợp với Cục Quản lý và Giám sát Bảo hiểm Bộ Tài chính đã thống nhất thiết lập đường dây nóng của hai cơ quan, thống nhất tiến hành thanh tra xử lý các vi phạm trong hoạt động đại lý bảo hiểm của tổ chức tín dụng. Theo Ngân hàng Nhà nước, cơ quan này thường xuyên ban hành các văn bản chỉ đạo, cảnh báo các tổ chức tín dụng về hoạt động cung ứng dịch vụ liên quan đến bảo hiểm. Tuy nhiên, gần đây một số phương tiện thông tin đại chúng tiếp tục phản ánh hiện tượng một số tổ chức tín dụng ép khách hàng mua bảo hiểm khi vay vốn, tăng lãi suất, ép khách hàng tất toán khoản vay nếu hủy hợp đồng bảo hiểm.